Xin chào các bạn, mình là Gấu Teddy đây. Rất vui được gặp các bạn. Hôm nay các bạn sẽ tạo ra mình từ Rubik rắn kích thước 72 nha. Các bạn có thấy mình dễ thương không nào? Vậy thì hãy bắt đầu tạo ra mình nhé. Và đây chính là khối Rubik rắn kích thước 72. Đây là hộp đựng của Rubik, rất là lớn luôn các bạn. Thanh Rubik rất là dài nên mình làm đến đâu mình sẽ mở đến đó nha. Nào, mình cũng bắt đầu làm thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xoay phần tay và mặt của Teddy trước. Các bạn hãy cầm thanh Rubik giống như mình, sau đó xoay mảnh Rubik đầu tiên qua bên phải. Sau đó thì chúng ta sẽ xoay mảnh Rubik số 3 màu vàng hướng lên trên. Tiếp theo thì mình sẽ xoay mảnh Rubik thứ 4 màu xanh lá qua bên trái để tạo ra một mặt phẳng giống như là mảnh Rubik màu đỏ đầu tiên mình đã làm. Bắt đầu từ mảnh Rubik số 5 màu xanh dương, mình sẽ làm tay của bạn Teddy nhé các bạn. Các bạn sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh dương xuống như thế này. Sau đó đếm 2 mảnh Rubik và xoay vào mảnh Rubik số 3 màu tím để tạo thành một góc vuông. Tiếp theo thì mình sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh dương đậm để hoàn thiện phần tay. Một bên tay của Teddy đã hoàn thiện rồi, bây giờ mình sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh lá hướng lên để tạo phần khuôn mặt của Teddy. Mảnh màu xanh lá chính là phần đỉnh đầu của Teddy, bây giờ mình sẽ xoay mảnh màu vàng xuống để tạo khuôn mặt. Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ xoay giống như là tạo mô hình quả bóng nhé các bạn. Khi các bạn xoay đến đây rồi thì chúng ta sẽ làm cái tay thứ hai của bạn Teddy nha. Mình sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh dương hướng lên trên. Sau đó thì xoay mô hình tay giống như mô hình tay đã làm nha. Vì thanh Rubik quá dài nên mình đã không mở hết ngay từ đầu. Bây giờ thì mình phải mở thêm để bắt đầu làm tiếp. Đây các bạn, đây là mô hình đầu của bạn Teddy với tay bên phải và tay bên trái. Bây giờ để hoàn thiện phần tay bên trái thì chúng ta cũng phải hoàn thiện luôn phần đầu của bạn Teddy, tức là phải khớp với mảnh Rubik màu xanh lá này. Hai mảnh Rubik màu cam màu đỏ sẽ là phần hoàn thiện của phần tay bên trái. Như vậy mảnh Rubik số 3 màu cam chúng ta phải xoay để khớp với mảnh Rubik màu xanh lá. Mình sẽ xoay mảnh Rubik màu cam hướng vô trong sao cho hai cạnh vuông góc với nhau như thế này. Sau đó thì mình sẽ xoay mảnh Rubik màu cam của tay Teddy xuống. Vậy là hai mảnh Rubik màu cam và màu xanh lá đã khớp với nhau và chúng ta đã hoàn thành hai phần tay của Teddy. Bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn thiện phần còn lại của đầu Teddy nhé. Các bước còn lại chúng ta sẽ làm giống như tạo mô hình quả bóng.
khi các bạn xoay đến đây để kết thúc phần đầu của Teddy thì chúng ta còn phải xoay thêm một mảnh Rubik nữa để khớp với phần mảnh Rubik màu đỏ này. Mảnh Rubik màu xanh đậm sẽ khớp với mảnh Rubik màu xanh lá, nên mảnh Rubik màu xanh dương sẽ xoay lên để khớp với mảnh màu đỏ. Các bạn xoay lên giống như mình, sau đó thì xoay mảnh Rubik màu tím vào nhé. Các mảnh Rubik đã khớp với nhau rồi nè các bạn. Và đó cũng chính là phần cổ của Teddy. Bây giờ thì mình sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh lá hướng ra ngoài để chuẩn bị tạo ra các phần còn lại của Teddy. Mình cùng nhìn lại phần đầu đã hoàn thiện của Teddy nha. Đây sẽ là mặt trước. Và đây sẽ là phần sau gáy. Tiếp theo thì mình sẽ xoay mảnh Rubik màu vàng lên để tạo phần tay. Tay của bạn Teddy cũng sẽ rất là nhỏ nhắn nên mình sẽ bắt đầu xoay vào từ mảnh Rubik màu đỏ. Sau đó thì xoay mảnh Rubik màu cam hướng vào để hoàn thiện phần tay. Vậy là chúng ta đã xong một phần bên tay của Teddy rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hoàn thiện phần ngực của Teddy. Từ mảnh Rubik màu cam các bạn đến 3 mảnh Rubik, sau đó xoay vào mảnh Rubik số 4 màu xanh dương nhé. Sau đó thì xoay mảnh Rubik màu xanh dương đậm hướng vào để tạo phần ngực. Tiếp theo thì xoay mảnh Rubik màu tím hướng xuống. Tuy nhiên để khớp với mảnh Rubik màu xanh lá thì mình sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh dương hướng lên, tạo ra cạnh tam giác vuông góc với cạnh Rubik màu xanh lá. Sau đó thì xoay mảnh Rubik màu tím vào. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần ngực của Teddy. Bây giờ thì mình sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh dương hướng lên và tạo ra cánh tay còn lại của Teddy. Mình sẽ đếm các mảnh Rubik và làm tương tự như phần tay đã làm. Đến đây, để khớp với mảnh Rubik màu xanh dương, mình sẽ xoay mảnh Rubik màu vàng để cho hai mặt tam giác khớp vào nhau. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần tay của Teddy rồi. Tiếp theo thì mình sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh lá hướng ra ngoài, sau đó sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh dương tạo thành tam giác, đây chính là cái lưng của gấu Teddy đó. Bây giờ mình sẽ xoay mảnh Rubik màu xanh dương qua bên phải để tạo phần chân. Từ mảnh Rubik màu xanh dương, các bạn hãy đếm cho mình 4 mảnh Rubik, sau đó xoay ở mảnh Rubik số 5 màu xanh lá này nhé. Tiếp theo thì xoay mảnh Rubik màu vàng hướng vô. Đến đây thì mình xoay xuống để tạo ra phần chân thứ hai. Tuy nhiên bên này các bạn chỉ đếm cho mình 3 mảnh Rubik, sau đó xoay mảnh Rubik số 4 màu xanh dương đậm nhé. Tiếp tục xoay mảnh Rubik màu tím hướng vào để hoàn thiện phần chân còn lại. Sau đó thì xoay mảnh Rubik màu xanh dương nhạt để khớp với phần góc giữa hai chân. Đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng những mảnh Rubik còn lại để hoàn chỉnh phần bụng của Teddy nha. Các bạn đếm từ bên ngoài vào 3 mảnh Rubik, sau đó xoay mảnh Rubik số 3 hướng lên. Đây là phần bụng mà chúng ta phải hoàn thiện. Mình sẽ xoay mảnh Rubik cuối sao cho tạo thành hình tam giác giống như thế này. Sau đó thì xoay hình tam giác này vào bên trong. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện phần bụng của Teddy rồi. Và đây chính là bản Teddy hoàn chỉnh của chúng ta. Các bạn có thấy dễ thương không nào?
Nhìn từ đằng sau thì đây là phần cổ, phần lưng và phần mông của bạn Teddy. Các bạn có thấy mô hình này dễ làm không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận ở dưới nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và chúc các bạn làm thành công nhé.